Vâng, xin chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay em sẽ review chiếc xe Proton sản xuất đời 2008, bản số 26A09335 này cho cô chú và anh chị cùng các bạn tham khảo ha. Với một mức giá em bán cho anh chị với giá thành là 98 triệu đồng cho chiếc Proton sản xuất đời 2008 máy dầu này. Và trước khi em review thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng nhất cho tới tất cả các anh chị, cô chú cùng các bạn đang theo dõi clip này. Con xe này đăng ký 7 chỗ ngồi, không hết niên hạn, tay lái trợ lực số sàn kính bấm đồng sơn si thì khá là sạch sẽ. Và đặc biệt một cái là em nó xài máy dầu với dung tích xi lanh là 2.7. Thì độ tiêu hao nguyên liệu dầu của em nó là 6 lít dầu, 7 lít dầu trên 100 cây số thôi nha anh chị. Xe này thì nội thất khá là sạch sẽ. Đây anh chị thấy nè, dàn nội thất ở bên trong của em nó đây. Vậy thấy không? Nội thất thì mới vừa bọc lại một dàn ghế da màu cam xám, rất là đẹp, sạch sẽ, trần sạch sẽ. Tắp bi tắp lô thì bọc được lớp 5D anh chị ha. Đây, đẹp rồi. Đó, treo chỉ em nó đây chị nè. Với mức giá chỉ có 98 triệu đồng thì quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc Proton máy dầu này. Xe này thì dàn cốp ở đằng sau thì anh chị thấy em nó rất là thoải mái và rộng rãi. Đây. Chỗ này thì anh chị lấy về mình sẽ gập ghế lại thì mình chở được khá là nhiều đồ ha. Xe thì keo chỉ như lúc đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, thì những dấu hiệu này nói chiếc xe của mình không bị va quẹt cứng đụng vô trong xương anh chị ha. Nè, những nút đinh tán vẫn còn anh chị thấy không? Vẫn còn nguyên bản hết ha. Đấy. Anh chị thấy không? Rất là liền lạc ha. À, nước sơn này thì cũng đã chùm lại nguyên con rồi nha anh chị nha. Xe này mới vừa sơn lại hết nguyên con rồi, sơn zin nó không còn đâu. Ở bên em bán xe làm sao thì em sẽ nói như vậy ha. Đó, 98 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Nước sơn thì đẹp leng keng rồi. Xe này thì ba cái vỏ là còn khá là ngon lành anh chị. Ba cái vỏ là phải còn được 85%, chỉ có một cái vỏ là nó còn được 40%. Đây, học về của em nó đây. Sắc xi gầm bệ em nó rất là cứng cáp. À, gầm thì con xe này anh chị chiếc sự hình anh chị thấy gầm bệ rất là ok. Gầm rất cứng cáp. Đó, với một phân khúc chỉ có 98 triệu đồng thôi. Quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Đó, anh chị nào yêu quý thì cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm, hoặc là trực tiếp xem xe tại ở chi nhánh 3 của em ở Tân Phú Đồng Nai ha. Đấy. Keo chỉ anh chị thấy không? Máy dầu thì được cái chạy là nó siêu tiết kiệm dầu. Trong cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như vậy, xăng cộ thì đang mắc thì chạy máy dầu thì nó siêu tiết kiệm lắm anh chị. Lợi dầu. Đây. Capo của em nó đây. Xe này đẹp lắm anh chị, sạch sẽ, đẹp ok. Hai dàn lạnh luôn, lạnh tê tái luôn, lạnh rất là ok, ngon lành cành đào luôn. Cửa nẻo đóng rất là khít nha anh chị. Đấy. Nội thất thì bọc lại đẹp rồi. Xe này quý anh chị cô chú lấy về chỉ việc sử đổ dầu và lăn bánh và sử dụng thôi. Anh chị nào lấy thì bên em hỗ trợ cho một lớp bát lại, xe thì bát lại sơ lại một cái thôi. À, bao anh chị một khóa đăng kiểm mới luôn ha. Bao một kỳ đăng kiểm mới luôn. Xe này thì đăng kiểm mới vừa hết. Hồi tháng 10. Và bây giờ đây em sẽ nổ máy cho anh chị cô chú cùng tham khảo ha. Bước vào hệ thống bên trong thì xe này là 4 kính chỉnh điện nha anh chị ha. Máy lạnh rất là sâu, lạnh tơ tái, lạnh phà luôn. Số xe đây. Đây máy dầu nổ chị nghe, nổ tiếng miếng máy dầu nổ rất là giòn tan. Đấy, tay lái trợ lực số xe, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con đà điểu ha. Hai kính bấm gương ok hết. Con này dung tích xi lanh là 2.7. Máy nổ rất là êm. Êm là êm với phân khúc so với máy dầu nha anh chị nha. Chứ không phải êm mà so với máy xăng. Thì thấy không, máy rất là khô ráo và sạch sẽ. Bình bọc mới vừa thay luôn. Mới thay tháng 2 nè anh chị nè. Mới thay bình mới luôn. Đèn bọc rất sáng, hàng nắp bô thôi. À, một cái form dáng nhìn rất là xinh xắn, nhìn rất là hầm hố luôn. Và đây là dàn gầm của em nó. Đây, dàn gầm bên ta nha anh chị nha.
chú anh chị nào thích sở hữu chiếc Proton sản xuất đời 2008 đăng ký 7 chỗ ngồi và không hết niên hạn này, xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi hãy khích lệ tinh thần cho em một like ha. Chiếc xe này thì anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh Hà Nội. Thì với một mức giá trong thời buổi đang như vậy thì chiếc xe này vận chuyển ra ngoài đấy thì khoảng tầm cỡ 7 triệu nha anh chị ha. Xăng cổ đang mắc. Còn anh chị nào ở khu vực miền Tây tới miền Trung thì anh em chỉ bán kính ở trong vòng 100 cây số thôi. Còn ngoài 100 cây số thì anh chị cô chú xin vui lòng hỗ trợ cho em ít chi phí, em sẽ áp tải chiếc xe này về tận nhà cho cô chú và anh chị ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị mà một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Nó và bên này thì lỡ rồi kéo luôn cái video này luôn đây. Bên này em còn mấy chiếc xe anh chị nào thích xe tập chạy tập lái ha. Con này con Mazda nè, 35 triệu, đời 95, số xe đồng sơn si thì sạch sẽ, nội thất rất là ok. Xe này thì nãy em có livestream ở bên cái kênh ô tô Duy Anh Mobile đó, và cũng có một cái video chi tiết về chiếc xe này. Anh chị nào thích sử dụng chiếc xe tập chạy tập lái này cứ xin vui lòng alo cho em ha. Đó, 35 triệu đồng mà thôi. Còn bên này thì chiếc Kia Concorde với giá thành là 37 triệu đồng, sản xuất đời 89, số sàn tay lái trợ lực, kính bấm, nội thất nỉ, dinh theo xe chỉ có 37 triệu đồng, thích hợp cho anh chị tập chạy tập lái ha. Anh chị thấy nè, cái nỉ sạch sẽ rồi. Đó. Hôm nay thì tổng kết lại dưới này có mấy chiếc tập chạy tập lái, anh chị nào yêu quý thì cứ xin vui lòng alo cho em ha. Bên này là chiếc Mazda 626 sản xuất đời 97, bên em mới vừa dọn luôn một phân khúc em bán cho anh chị với giá thành là 68 triệu đồng cho chiếc Mazda. Đồng sơn si, nội thất nỉ, đó sạch sẽ anh chị thấy không? Những cái xe này thì em có một cái video chi tiết rồi, nhưng em kéo luôn cái clip này luôn cho anh chị nào thích thì anh chị cứ alo cho em. Bên này thì chiếc Daewoo Sunobira sản xuất đời 2002 với mức giá là 68 triệu đồng luôn. Xe này bên em cũng mới vừa dọn lại sạch sẽ, đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ rồi. Anh chị yêu quý thì cứ xin vui lòng alo cho em. Đó, sạch sẽ cho anh chị. Cửa nẻo đóng rất là khít. Bên này còn một con máy dầu luôn anh chị. Máy dầu con này Mekong, hôm nay xả cho anh chị luôn, giá thành là 55 triệu. Con này là Mekong sản xuất đời 94, nước sơn đồng sơn si, nước sơn mới vừa làm lại đẹp rồi. Đó. Máy dầu. Xe này còn một cầu thôi, dàn ghế nỉ ha. Cái này là bọc da nhưng hai bên hông là bọc nỉ hết. Đó, kính bấm. Xe này anh chị lấy về việc đổ dầu lăn bánh chạy thôi. Xe này bên em đã dọn sạch sẽ rồi, nước sơn đẹp rồi. Máy nổ cũng rất là giòn tan. Đó, với giá thành là 55 triệu đồng. Quý anh chị cô chú này xuất thủ thì xin vui lòng alo cho em ha.